chào tất cả mọi người nha. Thì như đầu video á, thì anh khách đặt mình chế một cái motor 7.5 kết hợp cái giảm tốc này để làm cái máy lau sàn nha mọi người. Thì ảnh xem trên YouTube nè, ảnh thấy có người làm máy lau sàn, ảnh thấy cũng khá là hay, nên ảnh đặt mình làm một cái để về cho ảnh chế nha mọi người. Rồi mình cũng có xem cái video rồi nha mọi người. Thì ông anh trên mạng thì ảnh chế cũng khá sáng tạo luôn và rất là hiệu quả luôn nha mọi người, lau rất là sạch luôn á. Mình có thời gian thì mình cũng sẽ chế một cái giống vậy để lau nhà nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ test cái motor này để gửi cho khách nha mọi người. Ok, thì motor này chạy cũng khá là mạnh mẽ nha mọi người, chạy rất là im luôn. Thì cái đợt này mình về cái lọc motor mới này là 24V nha mọi người, 12-24V thì chạy được nha, thì nó cũng rất là khỏe luôn. Thì mọi người thì cần gì thì cứ liên hệ cho mình nha. Đây thì bộ này là ảnh đặt nha mọi người, motor kết hợp giảm tốc với lại cái điều tốc luôn nha mọi người. Trước khi gửi hàng thì mình test và đăng video lên cho mọi người cùng xem luôn nha. Rồi mình mới gửi đi nha mọi người. Thì trọn bộ này là 380 nha. Motor với kết hợp giảm tốc thì 250, còn cái điều tốc thì 130 nữa nha mọi người. Giá đó thì mình đã tính cả phí ship luôn nha mọi người. Rồi chào tất cả mọi người nha.